Xin chào bạn. Mùa mưa bắt đầu mưa nhiều rồi, mình bắt đầu phát hiện cây nó bắt đầu nó phát sinh nấm nè, nấm trên lá nè, là do tưới phân hữu cơ nữa, rồi mùa mưa nữa nên nó phát sinh nấm rất là nhiều. Đây, các cây bên này cũng bị nè, cây ở dưới đất cũng bị, rồi cây ở trên cao cũng bị luôn. Đó. Bắt đầu nó phát xuất hiện nấm rồi, nên hôm nay sẵn tiện mình tưới diệt nấm thì mình chia sẻ lại với các bạn luôn. Đây, các bạn thấy ở đây các cây này ở trên cao lá nó cũng bị luôn ha. Đó. Rồi mình sử dụng một cái loại thuốc diệt nấm sinh học mà đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ lại một lần nữa, tiện thể phun á, mình chia sẻ lần nữa thôi. Ở cái này mình uống được, ý mình ăn được luôn á, nó là giấm nè. Thì các bạn cứ pha nửa nước nửa giấm thôi, và chúng ta sẽ phun những cái thớt á, trong các trong cái video trước đây mình chia sẻ các bạn những cái thớt như vậy nè, những cái nấm nó mọc nó giống như vậy nè, các bạn phun thì nó sẽ sạch liền, nhưng mà nó không hư rễ cây nữa. Nếu mà các bạn phun rubidin á, nó vẫn có thể diệt nấm được, nhưng mà nếu mà pha quá liều á, nó sẽ hư rễ hết. Đó. Thì nếu mà xử lý gỗ á, trước khi trồng thì các bạn cũng nên phun giấm luôn, phun đậm đặc nó không pha nước luôn. Còn ở đây mình tưới lên cây, tưới nhiều quá, tưới hết cái mấy cây mà bị nấm á, thì mình sẽ phun nửa giấm nửa nước thôi. Rồi chúng ta sẽ bơm nước vô. Thì mặc dù mưa nhưng mà mình vẫn tưới phân hữu cơ gây gà vẫn tưới bình thường, khoảng 2 tuần tưới lần bình thường chứ không có bỏ. Cái này mình sẽ pha nhiều nước một xíu nha bạn, tại cái bình này nó lớn nè, pha ít nước quá bơm lâu lắm. Rồi cái giấm này á, do mình ăn được nên nó an toàn cho người, nó an toàn cho người và nó an toàn cho cây nữa. Khi nếu mà các bạn phun liều đậm đặc á, ví dụ như gỗ trên gỗ mà thớt á, mà bị xuất hiện nấm nhiều á, phun đậm đặc luôn thì nó cũng không hư cây ha. Nó cũng không hư rễ luôn. Đấy. Thì tùy, nếu mà các bạn có thể pha nửa giấm nửa nước ha, để cho nhiều lên á. Giấm thì cũng giấm công nghiệp cũng mười mấy ngàn chai, nói chung cũng giá cũng không rẻ, nhưng các bạn có thể pha vậy để cho nó nhiều lên thôi. Chứ còn mình phun đậm đặc á, nó cũng không chết rễ nha các bạn. Thì cái giấm này các bạn có thể phun hết từ lá, ngọn cho đến giá thể luôn. Mình thấy đa số hầu hết rất là nhiều loại nấm á, có thể diệt được. Và diệt nấm nó khá là hiệu quả các bạn. Những cái lá mà nó bị bệnh á, các bạn cố gắng phun được mặt trên mặt dưới càng tốt hơn. Thì mấy cái lá đó thì chắc chắn không khỏi được rồi, nó chỉ rụng đi thôi. Đây những cái nấm như thế này nè các bạn. Những cái nấm này thì nó không hài rễ nha, không hài rễ, nhưng mà phun thì có thể nó vẫn chết luôn á, vẫn chết được. Đấy. Thường thường là những cái móc như vậy nè, đây những cái móc trắng trắng như vậy nè thì nó mới hay hại rễ, và móc xanh như mới nãy mình có quay á thì nó sẽ hại rễ, rất là hại rễ luôn, rễ rụng vào nè nó sẽ chết nè.
các bạn thấy mấy cái cây nhỏ nhỏ đây nè, thì mấy cây này mình chuẩn bị ghép thớt nè. Thì trước khi mình ghép á, các bạn nhìn trên cái cây nó khỏe vậy thôi, nhưng mà trước khi ghép thì nên phun giấm lên trên thớt luôn để cho nó diệt bớt cái nấm hại rễ đi ha. Đó. Thì này mình cắt nguyên dây ghép lên. Rồi, đây là một loại thuốc diệt nấm sinh học ha. Nếu mà các bạn sử dụng các loại thuốc mà hóa học á, gốc đồng á, thì nó độc, độc cho người. Nếu mà đặc biệt là nhà có trẻ em á, mà vườn lan mình trồng ở trước cửa nhà nữa, gió rồi nó thổi vô nhà nữa, thì nó rất là độc ha. Thì cái này là thuốc diệt nấm sinh học thôi. Thì cái này mình biết là để chứ mình thử nghiệm á, là do nghe nói là người Nhật người ta dùng giấm để người ta lau sàn nhà. Để dùng giấm để người ta lau sàn gỗ á, để cho nó không bị nấm mốc á, khử khuẩn nữa. Nên mình thử nghiệm và nó diệt nấm rất là hiệu quả luôn bạn. Thì các video trước mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Hôm nay những tiện phun mình cũng mới lại thôi. Như các bạn thấy ở đây nè, cái nấm mà mảng lớn như vậy nè, mà phun giấm nó còn chết nữa các bạn. Mảng lớn như vậy phun giấm nó còn chết nữa, mặc dù nó không chết hẳn đâu. Nên khi mà gặp điều kiện mà ẩm á, ẩm cao á, nó vẫn tái sinh trở lại, nhưng mà phun là nó chết. Giống như cái bào tử nó vẫn còn á, thì nó vẫn sẽ tái sinh trở lại thôi, nhưng mà phun thì chắc chắn nó sẽ chết. Đó. Cái này nếu mà không phun á, nó sẽ đẻ ra rất là nhiều á, và nó đè lên rễ á, rễ nó không có quang hợp được, nó không có lấy chất dinh dưỡng được nha các bạn. Rồi các lá nó bị đốm á, rồi nắng rồi mưa nữa, rồi nắng gì mưa cái bắt đầu nó hư nè, hư lá rồi hư đầu lá nữa. Thì cái cây này là nó bị giống như kiểu virus đấy bạn, nó không hết được, nó bị từ lúc mà mới về rồi, từ lúc mới trồng mà nó bị hoài vậy, không hết được. Nhưng mà các cây ươm ra sau thì nó đỡ hơn, có lẽ là do phát bệnh từ gốc thôi. Thì cũng ghép vậy thôi chứ chưa có điều kiện mà ghép lại. Đó, các bạn cứ pha giấm rồi các bạn phun hết gỗ giá thể gì đó để trừ nấm cũng được, tại vì cái giấm này nó cũng mắc nữa, mười mấy ngàn chai, nếu mà các bạn phun nhiều lần nó mắc hơn cả phân bón. Các bạn có thể thấy là một cái lọ phân ra mo có phải chỉ có mười mấy ngàn, tới cả năm không hết nè. Thì cái này nói chung cái hiệu quả kinh tế nó cũng không có tốt cho lắm. Thì các loại thuốc gốc đồng thì có rẻ hơn, một gói có mấy ngàn thôi mà nó độc. Thì đây là cái cách mình diệt nấm ha, diệt nấm và phòng nấm cho cây, và diệt nấm trên thớt nữa. Rồi. Rồi chúng ta tưới cây xong rồi thì chúng ta tưới thớt luôn trước khi trồng á, chuẩn bị thớt để trồng thì tưới luôn. Thì các bạn thấy nè, cái nấm á nó rất là khó thấm nước ha, nên chúng ta phun thật là mạnh vô đó. Các bạn phun nhẹ nhẹ nó sẽ không thấm đâu, nó chúng ta phun mạnh vô thì nó sẽ thấm giấm vô trong á, rồi nó sẽ chết nè. Nấm nào cũng vậy, nếu mà các bạn phun nước sơ sơ thôi, nó giống như là kiểu lá sen vậy, nó không thấm nước cho lắm, nhưng mà phun mạnh thì nó dính vô. Còn cái nấm nào mà khó quá thì chịu khó lấy dao rạch luôn, rạch hoặc là lấy kìm kẹp gì đó cho nó dập ra. Đó, thì trước khi trồng thì nên xử lý sơ như vậy thôi. Các loại thớt mà nó nấm nhiều vậy nè, các loại gỗ mà nấm nhiều á, cái này là gỗ hoa sữa nha các bạn, cái này gỗ này nó không bền đâu. Nếu mà các bạn muốn bền thì trồng bằng lăng á, bằng lăng rất là cứng luôn, mình thấy bằng lăng rất là cứng trồng được. Còn cái này để ươm thôi, mấy cây nhỏ nhỏ thôi. Giờ rút kinh nghiệm rồi, những cái cây mà nhỏ quá, nếu mà ươm gỗ bền quá thì nó không tốt, phá
phát triển rất chậm. Đó, mình thấy nấm rất là nhiều luôn, mưa xuống. Rồi tưới vậy thôi, rồi 1-2 ngày sau là nó chết hết nữa mà, 1-2 ngày sau là chết liền. Và nếu mà có thể thì chúng ta tưới lại một lần nữa, còn không thì thôi chúng ta có thể ghép cây luôn. Đó, rất là đơn giản. Rồi, xử lý gỗ rất đơn giản luôn. Rồi trong quá trình trồng á, trong quá trình mình trồng thì thường thường nó ít thì nó lên nấm hơn. Nhưng mà nếu mà gỗ mới á, gỗ mới thì nó sẽ hay lên nấm. Và các bạn hoàn toàn có thể dùng giấm các bạn diệt rất là nhanh luôn và không hề rễ ha. Đó, mình đã thử Robidin rồi. Robidin thì quá tay xíu là nó sẽ chết rễ luôn. Rồi, giấm thì nó an toàn hơn. Đó. Rồi hôm nay mình chia sẻ với các bạn chút xíu kinh nghiệm như vậy thôi. Rồi hy vọng có thể giúp ích được cái vườn lan của các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.